Khôn nguôi bao nhiêu năm làm
phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Trời soi một kiếp dòng chơi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Hồng trần xoay dần qua ngang, kiếp phụ sanh tu tán mấy lăm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không. Chim bao khéo khuấy la lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn chán thế mi. Hôm qua còn đó, bữa nay còn đâu. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như cành cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trăm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tan lành xanh. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn mười, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Tỉnh rồi một giấc say xưa, sẽ xin niệm Phật mà đưa hồn về. Hồn về cực lạc nước kia, cho xa hang vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, dắt hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân.
cuộc hồng trần xoay dần qua ngang, kiếp phù sanh tu tán mấy lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi lại không. Chim bao khéo khuấy la lùng, mơ màng trong một giấc nồng mà chi làm cho buồn chán thế ni. Hôm qua còn đó, bữa nay còn đâu. Khi nào đứng đứng ngồi ngồi, bây giờ thiêm thiếp như cành cây khô. Khi nào du lịch giang hồ, bây giờ nhắm mắt mà vô quan tài. Khi nào lượt dắt trầm cài, bây giờ gửi xác ra ngoài đồng hoang. Khi nào trao ngọc chuốc vàng, bây giờ một năm xương tàn lành xanh. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ khuất núi cách xa buồn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Khi nào cháu cháu con, bây giờ hai ngã nước non xa vời. Khi nào cốt nhục vẹn người, bây giờ lá héo nhành tươi vui gì. Tình rồi một giấc say xưa, sẽ xin niềm phận mà đưa hôn về. Hôm về cực lạc nước kia, cho xa hàng vị mà lìa kiếp ma. Nhờ ơn Đức Phật Di Đà, phóng ra một ngọn chói lòa hào quang. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, giác hồn ra khỏi sáu đàn nghiệp nhân. Trong khi tiếp dẫn rõ ràng, giác hồn ra khỏi sáu